Thưa quý vị, tại nghị quyết số 10, phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023 trực tuyến với các địa phương, chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có kế hoạch hướng dẫn về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2023, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin chủ trương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm 2023-2024 theo hướng giữ ổn định như các năm 2021-2022. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chung các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng. Kế thừa phát huy kết quả đã đạt được từ tổ chức đăng ký dự thi trực tuyến tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với gần 1 triệu thí sinh, đạt tỷ lệ 93,1%, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí cho người dân. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến cho đối tượng là thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023. Riêng các thí sinh là người học xong chương trình trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ở những năm trước, những người đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển, thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông nếu có, trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho rằng, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc tổ chức thi, đặc biệt là việc đăng ký dự thi trực tuyến, đã mang lại rất nhiều lợi thế cho cả thí sinh, nhà trường và toàn xã hội. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 dự kiến thời gian tổ chức như mọi năm vào nửa đầu tháng 7. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xin ý kiến các chuyên gia và dư luận xã hội về một số nội dung mang tính kỹ thuật để sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 15 năm 2020, ngày 26 tháng 5 năm 2020, được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 05 năm 2021, ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh.